Siro Bimbi Appetito, siro ăn ngon bay tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Em với chồng em là đi tới bác sĩ Hiền để mà khám trước khi mà thả có con đó chị. Thì một cái tin xét đánh đó nha, bác Hiền nói là cả chồng và vợ là coi như là hai đứa này rất là khó có con. Mà hôm có bầu em bị chửi nhiều lắm. Bị chửi chuyện gì? Cái lúc đó là em có một khoảng thời gian lại bị stress. Stress là tại vì không hiểu tại sao người ta chửi mình. Em là lúc đầu em không quan tâm, nhưng mà đến những cái bình luận mà người ta xúc phạm tới con của mình á, thì em cảm thấy là rất là tội cho em bé và em cảm thấy em có lỗi với con mình. Khi mà đẩy vô thì có một mình em, em cảm giác rất là cô đơn. Mà nó lạnh đó chị. Và lúc đó là lúc em sợ nhất. Tại vì em sợ là khi mà em nhắm mắt lại á, là em mở mắt ra không được gặp con. Có nghĩa là em sợ em chết. Được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat Với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bambi Appetito Siro ăn ngon ba tác động được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là tiến sĩ tâm lý Tonya. Xin chào quý vị khán giả, chào em. Dạ. Chị chuẩn bị tâm lý chưa? Mẹ Bỉm hôm nay là không cho mình nói luôn đó. Đáng lý ra chị bình tĩnh rồi, nhưng mà khi nhắc chị bình tĩnh cái chị hết bình tĩnh luôn. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người, thì bây giờ Ngọc Lan xin phép được nhờ em bé Fito Bimbi mời khách mời của chúng ta vào nào. Em chào chị. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Diễn viên Hồ Bích Trâm là một cô gái rất là nhiều năng lượng và rất là nhiều những cái câu chuyện để có thể chia sẻ với chúng ta thông qua cái hành trình làm mẹ của mình, đúng không nào? Bây giờ thì em sẽ chính thức giới thiệu về bản thân mình cho khán giả nào. Lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời đến chị Nhia cũng như là chị Ngọc Lan. Ngày hôm nay thì em rất là vui. Và từ cái lúc mà em mang bầu á, thì có rất là nhiều khán giả hỏi là khi nào đi quay cái chương trình Chat Cùng Mẹ Bỉm cùng với chị Ngọc Lan, thì ngày hôm nay đã thành hiện thực rồi ạ. Hồ Bích Trâm là nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng. Bên cạnh diễn xuất, Hồ Bích Trâm còn rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tháng 5 năm 2021, Hồ Bích Trâm kết hôn cùng ông xã sau một thời gian dài tìm hiểu. Và tháng 12 năm 2022, Hồ Bích Trâm hạ sinh bé trai kháu khỉnh đáng yêu tên Lion. Thời khắc đầu tiên mà mình biết tin mình mang thai Lion, nó đã diễn ra như thế nào? Dạ, thật ra thì em là một người khó có con. Thì trước khi mà hai vợ chồng đi quyết định là sẽ thả bé thì em với chồng em là đi tới bác sĩ Hiền để mà khám trước khi mà thả có con đó chị. Thì một cái tin xét đánh đó nha, bác Hiền nói là cả chồng và vợ là coi như là hai đứa này rất là khó có con. Em á thì là dự trữ trứng của em nó bị ít quá. Nghe như vậy mình cũng hồi hộp, mình cũng lo. Mà trước đó là em đi chích ngừa, chích các loại ngừa để mà tốt cho mẹ bầu khi mà mình thả bầu á, thì em đi chích hết. Nhưng mà đến khi đi khám bác sĩ xong thì bác sĩ nói vậy thì cũng hơi lo lắng. Nhưng mà may mắn nó mỉm cười tới với hai vợ chồng. Dạ. Cái ngày hôm đó nó diễn ra như thế nào? Có một cái tâm lý là mình sẽ đang thả con và mong con. Mà hôm đó là sinh nhật ông chồng em nữa, thì em cũng nghĩ là bây giờ mà nếu như mà ngày hôm đó mà mình có baby mà mình khẳng định được, tại vì em không biết là mình có thật sự có hay không, mà mình thấy trong cơ thể mình nó có sự thay đổi rõ rệt luôn. Tại vì mình mong quá chị, cho nên là mình cứ hay lên tìm hiểu là trước khi có bầu là sẽ có những hiện tượng nào. Thì tự nhiên em thấy những cái tháng đầu tiên đó của em là em có cảm giác là nó ợn ợn trong người, mà thay đổi tâm sinh lý lắm chị. Người em nó khó chịu mà kiểu sao sao á, thì em cũng nghi lắm. Nhưng mà em cũng hy vọng là tới cái ngày sinh nhật của ông xã mình sẽ làm một cái cú bất ngờ cho ổng. Thì trước đó là em bị Covid cho nên là em cũng lo. Trước cái ngày sinh nhật ổng 2 ngày là em thử thì nó lên nhạt nhách cho chị. Nghĩ là nó chưa có chắc chắn đâu. Tới cái ngày sinh nhật của ổng thì sáng hôm đó em dậy thật là sớm, em thử xong rồi cái em thấy nó hơi đậm mà một cách rất là chắc chắn luôn. Là em nhắn tin cho bác Hiền, em gửi cái đó cho bác Hiền. Bác Hiền kêu trời ơi chúc mừng em nha. Nếu mà nó đậm như vậy là khả năng rất là cao rồi. Thì em mới nhắn tin cho ông xã em, kêu chồng ơi vợ bị hai vạch rồi. Thì ổng tưởng em bị hai Covid nữa chị. Ổng nói kêu chết mồ rồi, bây giờ đi cách ly nữa hai vợ. Em mới nói với ổng là không, cái này cách ly tại nhà nha. Thì ổng không biết gì trơn chị. Đến chiều về thì đi đặt một cái bánh kem hình con cọp, với lại em giữ lại cái que thử thai đó. Cái hồi em ghim vô cái đuôi của con cọp à. Rồi ảnh biểu cảm rưng rưng đầu không? Dạ có, thì nói chung là chồng em rất xúc động, tại vì chồng em cũng lớn tuổi rồi cho nên là đang rất là mong con. Dạ rồi, thế là hốt vợ đi khám liền.
Dạ thì đi xuống khám thì bác Hiền cho chúc mừng là lúc đó em bé được được mấy tuần tuổi rồi. Ừ. Cho nên mà rất là vui. Em thay đổi nhiều lắm, nhiều thứ lắm khi mà lúc mà em mang bầu. Mà lúc đó em có đang kẹt cái dự án phim nào không? Dạ không. Trước đó là em xác định là em thả con, cho nên là em chỉ nhận game show nè, với lại đi quay mấy chương trình nhỏ nhỏ thôi. Lúc đó là có phim của chú đạo diễn Khoa Nam mời em vai chính luôn. Nhưng mà em nói là giờ con đang thả em bé cho nên là con chưa có dám nhận. Ừ. Cũng lúc đó là mình cũng đã gác lại mọi công việc qua một bên để mình tập trung cho con thôi. Tại vì em là một cái người ham làm, em làm nhiều quá. Mà mình làm nhiều quá thì mình sẽ không có đủ sức khỏe để mà mình có con. Cho nên là khi mà đi khám bác sĩ về xong là mình phải tự cố gắng trấn an bản thân mình là mình phải ngừng công việc lại một tí xíu. Rồi thế thì cái hành trình mang thai nó tiến triển như thế nào? Em có bị nghén nhiều hay không? Rồi ông xã hỗ trợ em trong cái việc mang thai như thế nào? Dạ, 3 tháng đầu tiên thì em nghén thịt heo. Em nhìn thịt heo là trời ơi em ớn lạnh, em nổi hết da gà dình luôn. Mà em cũng ngán không có nhiều, chỉ có mỗi thịt heo thôi. Không hiểu tại sao cứ thấy thịt heo là em sợ. Nhưng mà em lại thích ăn cá. Tất cả các loại cá em thích ăn lắm. Cá kho một mình em có thể ăn được 1 kg cá nục. Cá nục á, cá nục cuốn bánh tráng với lại rau sống đó chị. Chắc mẹ tính gửi đồ vô nhiều lắm. Dạ đúng rồi, mẹ em mua cá nục tươi gửi vô xong rồi em hấp lên rồi một mình em ngồi ăn. Em ăn ngày nào em cũng ăn, xong em live stream cho mấy chị coi, mấy chị thèm chơi vậy đó. Rồi ngoài cá ra thì mình còn có cái thay đổi gì nữa không? Dạ chị có thích ăn cá nè, rồi không có bị ốm nghén nhiều. Qua cái giai đoạn 3 tháng em nói chị là em ăn tất tần tật, em ăn không cái gì mà em không ăn trơn. Em ăn nhiều thứ lắm. Em ăn được, nói chung là trộm vía là cái lúc mà em có bầu thì em rất là khỏe. Một ngày em live stream 8 cử, em vẫn nói ào ào, em đi ào ào, em đi ầm ầm. Em làm tất cả mọi việc, thì em nghĩ là tại vì em là người mà hoạt động, em không thể nào ngồi yên một chỗ được. Nhưng mà mình làm mẹ rồi thì mình sẽ có những cái mà cẩn thận để mà lo cho con. Cho nên là em tuy là em hơi ồn ào một tí xíu nhưng mà em vẫn cẩn trọng trong những cái ngày tháng mà em có bầu. Ví dụ cái sự cẩn trọng đi cho người ta tin, chứ cái hình nền của Hồ Bích Trâm là thấy lúc nào cũng rần rần đó. Đúng rồi chị, lúc đó lúc mà em bầu em còn đẻ rồi em còn quay TikTok á. Là em nhảy mấy cái bài đó, xong mấy chị nó kêu trời ơi có khi nào về tuột em bé ra này kia không. Tại vì thật ra là mình đang có một em bé trong cái bụng mình như thế này, và mình cảm nhận được là mình sẽ như thế nào, cho nên là mình luôn tiết chế. Cho nên là khi mà mấy chị nhìn vô mấy chị cứ sợ. Mà hơi em có bầu em bị chửi nhiều lắm. Bị chửi chuyện gì? Cái vô duyên lắm chị, một ngày đẹp trời em thấy người ta đi chụp hình bầu, người ta bẻ cái mặt cười trên cái bụng bầu đó, rồi em kêu trời cái bộ hình này dễ thương quá, mình cũng muốn chụp giống vậy mình làm kỷ niệm. Mà em đâu có chụp hở hang hay là chụp sexy hay là như nào đâu, em bận một cái đồ len á, quần đùi với lại cái áo khoác ở ngoài tay dài, lộ cái bụng ra rồi vẽ hình mặt cười em bé cười như thế này. Rất là dễ thương. Gia đình nhà chồng em rất ủng hộ và rất là khen bộ ảnh rất là dễ thương. Cái lượt like nó kinh khủng luôn, mà lượt bình luận chửi cũng nhiều luôn. Kêu là chưa thấy con mẹ bầu nào mà mất nết như con này. Rồi mày nghĩ sao mày vẽ hệt mặt cười lên cái bụng này này kia. Rồi mày nghĩ sao con mày vẽ một mắt như vậy rồi mai mốt nó ra đời một mắt hả. Có nghĩa là những cái lời đó người ta chửi rủa mình rất nhiều. Em là lúc đầu em không quan tâm, nhưng mà đến những cái bình luận mà người ta xúc phạm tới con của mình thì em cảm thấy là rất là tội cho em bé, và em cảm thấy em có lỗi với con mình. Thực ra người ta chửi các bạn cũng không phải vì người ta ghét các bạn đâu. Nó sẽ có một cái cơ chế tâm lý mà tôi yếu thế trong một số hoàn cảnh. Tâm tính của tôi nó không có được bình thường. Tôi vẫn muốn chửi ai đó, nhưng tôi không chửi được cái người đó. Không có cơ hội tôi bung cái điều đó ra. Thế thì bây giờ tôi bung vô ai? Tôi bung vô cái người mà tôi có cảm giác như là người ta không biết tôi là ai. Có nhiều người họ buông những cái lời rất là cay đắng cho các bạn, nhưng không phải là vì họ ghét các bạn, không phải là vì các bạn làm cái gì đó mà họ buộc phải chửi, mà vì họ đang chuyển di một cái nguồn năng lượng trong cuộc đời của riêng họ đó. Nhưng họ không chửi chồng được, chửi chồng có thể chồng quýnh á. Không chửi con được, chửi con nó xách ba lô ra khỏi nhà đó. Càng không được chửi ba má, càng không được chửi sếp, chửi nhân viên nó quật lại rồi làm sao. Thế thì bây giờ tôi chửi ai? Tôi chửi vậy đó, tôi chửi Phong Long, nhưng mà chửi Phong Long nó không có đã nữ. Tại vì phải có đối tượng thụ hưởng. Vô tình lướt thấy cái hình của em thì họ nhào vô họ nói. Nhưng mà đợt đó thì khi mà bắt đầu mà bị chửi như vậy thì em rất là buồn. Em nghĩ là trời ơi, tự nhiên người ta chửi mình. Nhưng mà may mắn là em có nhiều chị còn vô nói là cái lúc của tôi có bầu á, tôi còn chưa được chụp như vậy, tôi ao ước được một bộ hình kỷ niệm như vậy còn không được, tại sao lại chửi. Thì em lại may mắn ở chỗ là có một bộ phận khán giả người ta yêu thương em, người ta hiểu được, người ta vô chửi lại giùm em. Em là bản thân em là một người cũng dễ bị người ta ghét lắm, biết sao không? Em ăn to nói lớn, rồi em thẳng tính quá cho nên là dễ bị ghét lắm. Nhưng mà riết giờ em quen rồi.
không nên quen mấy cái chuyện đó nghe. Mình không nên quen với những việc như vậy. Nhưng mà mình phải quen với cái việc mình xử lý để mình nhẹ cái đầu mình thôi. Yeah. Ha. Rồi tiếp tục tới câu chuyện ăn nhiều như vậy thì lên bao nhiêu ký? Lúc em chưa có bầu là 58 ký. Trong cái thời gian mà em thả em bé là em nói là mình phải có sức khỏe cho nên là em cố gắng ăn. Lúc đấy em không có cần kiêng cữ gì trơn. Thì em lên được 62 ký. Là cái bụng em nó có nuôi bụng rồi, nhìn em như bầu 3 tháng vậy đó chị. Rồi bắt đầu khi mà em bắt kịp có em bé xong em ăn nữa thì em lên tổng cộng lúc em sinh là 79 ký. Em lên hơi bị nhiều. Mình có bình tĩnh với cái số ký 79 không? Em bình thường à, em không quan tâm. Em chỉ biết quan tâm là ăn cái gì để tốt cho con, bổ cho con thôi, chứ em không sợ mập. Nhưng mà bác sĩ có cho phép em lên cân nhiều như vậy hay không? Dạ thì bác sĩ cũng khuyên em là ăn những cái đồ mà bổ vô cho con nhiều hơn, đừng ăn nhiều mà đồ bổ mẹ. Nhưng mà em biết sao em ăn mà bổ mẹ không. Con cũng bổ nhưng mà em vẫn lên ký dù dù. Thật ra thì đúng là mẹ bầu cứ thèm gì thì cứ nên ăn, nhưng mà cái nào mà nó không tốt mình hạn chế thôi, chứ không thể nào mà mình kìm hãm cái cơn thèm của mình được. Lúc đó nó cũng ảnh hưởng rất là xấu đến con nữa. Em ăn bầu và em ăn nhiều như vậy thì chứng tỏ rằng là em được chăm sóc rất là kỹ và rất là được cưng ở trong gia đình. Dạ, trong cái giai đoạn em có bầu thì chồng em cũng có cưng em. Từ cái lúc mà em có bầu là chồng em không cho em vô bếp nấu ăn nữa. Anh hai của em là người nấu, nấu cho cả nhà ăn luôn, rồi nấu cho em, rồi chăm cho em thì có anh hai. Còn mỗi buổi sáng thì là chồng của em sẽ là người đi mua đồ ăn. Rồi em có một cô bé trợ lý cũng rất là dễ thương, cũng hay mua trái cây đồ này kia cho em ăn. Nói chung là cái thời gian mà em có bầu là cái thời gian mà em cảm thấy là em hạnh phúc nhất, huy hoàng nhất. Dạ, em được mọi người thương yêu và mọi người cho em ăn rất nhiều. Mà lý do em mập là tại cho mọi người cho em ăn nhiều quá, chứ đâu phải tại em. Dạ đúng rồi, tại cái miệng em nó cũng hơi dinh đồ ăn. thôi mà ha, cũng có lửa mới có khói rồi đó. Yeah. Rồi mình ăn tới bao lâu mới ngừng ăn để đi đẻ nè? Tới cái ngày em đi đẻ em vẫn thèm ăn nha chị. Trời ơi, em đói gì mà em thèm đi trà sữa. Mà lúc đó là có mấy chị khán giả nói là em ơi bây giờ em thèm gì em ăn đi, chứ em đẻ xong rồi em phải kiêng cữ rất nhiều. Thì khi mà em vô bệnh viện rồi lúc đó là 9 giờ tối em thèm đi trà sữa quá, thì chồng em order về cho em một ly trà sữa. Em quất một ly trà sữa xong em ăn một ly mì gói với lại khô bò. Là em nhớ là trước khi em đẻ là em ăn đó đó. Siro Bimbi Appetito, siro ăn ngon ba tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Cái ngày mà em đi đẻ là có dấu sanh không hay là em đi theo cái ngày chỉ định của bác sĩ? Dạ em đi theo chỉ định của bác sĩ là em là đẻ mổ. Là tại vì lúc mà em đi khám là đã là 39 tuần rồi mà em bé chưa có một cái dấu hiệu gì đòi ra hết. Đi khám liên tục mấy cái tuần đó là cứ tuần đi khám một lần, hoặc là có vấn đề gì là phải báo cho bác sĩ liền. Mà mãi tới 39 tuần ổng còn chưa chịu ra nữa. Xong rồi cái em đi khám tiếp một lần nữa thì bác sĩ nói là bây giờ là tình trạng là cái xương chậu của em á nó không có nở. Nó đang bị chật, mà em bé thì cái vòng đầu nó bị to. Cho nên là bác sĩ nói là bây giờ em cứ suy nghĩ đi, về thì nói với gia đình. Bác sĩ là khuyên là nên đẻ mổ. Tại vì bây giờ nếu như mà đẻ thường á mà cái xương chậu em nó không nở ra, nó đang bị hẹp, mà cái đầu em bé bị to nữa thì cái khả năng mình bị mất sức rất là nhiều. Bản thân em á thì em muốn đẻ thường, em muốn biết cái cảm giác mình đẻ thường nó như thế nào. Tại vì em nghe mấy chị nói là đẻ thường là thấy 15 ông trời. Cho nên cũng biết muốn biết cảm giác như vậy. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ nói vậy thì ông xã em kêu thôi, để cho nó an toàn cho cả mẹ và bé thì nên mổ. Rồi cứ tới ngày tới tháng rồi cấp sách đi vô trong bệnh viện thôi. Cho nên tinh thần em mới thoải mái lắm chị. Em còn quay được một clip TikTok triệu view nữa mà. Mà em vô vòng xanh đó chị, em sợ quá. Bây giờ em sợ cái gì ăn đó? Sau ăn là bắt đầu sợ hả? Không, cái lúc mà đi vô phòng mổ tự nhiên em bị ám ảnh đó chị, em sợ tới giờ luôn. Những cái gì nó đã xuất hiện ở đấy để em phải sợ? Khi mà đẩy vô thì có một mình em mà. Em cảm giác rất là cô đơn. Mà nó lạnh đó chị. Em lạnh cho nên em đúng như nè, mà em không thấy chồng em đâu, chứ có mình em à. Mà có nghĩa là bình thường là mình coi mấy cái phim Mỹ rồi phim Hàn Quốc đồ, người ta vô trong cái phòng mổ ha, nó hoành tráng lắm, đèn đồ mở lên bật rồi bác sĩ dao kéo soạn đồ nghe sột. Đó là hiệu ứng điện ảnh má ơi. Rồi nguyên cái phòng mổ nó bự không chị. Bây giờ nó đang diễn ra trong hiện thực nè. Em vô trong đó em nhìn em hai cái tay em dang ra như thế này. Xong có một cái mền đắp lại cho em. Em nhìn mọi thứ xung quanh em thấy trời, bình thường là mình coi trên phim thôi, sao bữa nay nó hoành tráng quá chị. Em vô em thấy phòng mổ nó hoành tráng quá em sợ. Thì em nổi da gà trơn vậy đó, mà em lạnh run người luôn. Thì có một cái ông bác sĩ đó là chích tê á, ổng thấy em run quá, ổng hỏi ủa lạnh không em. Rồi ổng cố gắng ổng nói chuyện cho em bớt run, ổng nói chừng nào chồng em mới được vô vậy bác. Thì bác nói là khi nào chích tê xong rồi chồng em mới được vô. Nhưng mà lúc đó tay chân em nó cứng đờ rồi, mà em bị lờ đờ em ngủ á, cái chân em nó cứng trước rồi nè, cái tay thì em vẫn có thể hoạt động xương xương, nhưng mà tự nhiên nó làm cho mình cảm giác rất là buồn ngủ. Và lúc đó là lúc em sợ nhất, tại vì em sợ là khi mà em nhắm mắt lại á
là em mở mắt ra không được gặp con, có nghĩa là em sợ em chết. Em sợ. Lúc đó em có nói với chồng về cái tình trạng của mình không? Chồng đã ở trong đó với mình rồi đúng không? Em không nói nhiều được có chị, em không nói nhiều được luôn. Em kêu lơ lơ thì lúc đó là chồng em vô. Thì em không có thở được chị, người ta gắn cái ống thở vô đây nè. Nó ngứa quá chị. Em mà hai cái tay em giang ra nhìn nè, em gãi không có được. Em nói kìa, chồng ơi gãi dùm cái mũi, mày cái mũi em nhìn. Em giật cái này, tại vì cái này gắn lâu quá chị, nó gắn lâu quá cho em giúp mình thở tốt á. Em giật cái mũi em nhìn nè. Em kêu chồng ơi ngứa quá, gãi giùm vợ. Cái xong rồi cái ông kêu ngứa ở đâu? Cái em nhìn đây nè, chỗ này nè. Cái xong cái ông lấy tay em gãi vậy nè. Ông gãi vậy cái xong kêu đã ngứa chưa? Rồi. Vừa gắn vô, chồng ơi ngứa nữa rồi, gãi tiếp. Tại vì á là em bé của em là đúng 11 giờ là lấy ra. Đó, nhưng mà 10 giờ rưỡi nó bắt đầu chích thuốc tê rồi. Cho nên cái thời gian của nó dài quá, em tưởng tượng giống như cả năm trời. Sao nó chờ hoài không thấy em bé ra lâu quá chị. Thì em cứ hỏi là chồng ơi mấy giờ rồi. Lúc đó giọng em rất là khều khào. Xong rồi chồng em nói là còn 20 phút nữa, rồi còn 10 phút nữa, còn 5 phút nữa. Tới cái đoạn 5 phút đó tự nhiên ổng nói cho em biết là đang mổ rồi chị. Em đâu có biết gì đâu, tại vì mọi thứ nó diễn ra nó quá nhanh. Thì lúc đó em đã quá mệt rồi, mà em buồn ngủ quá em. Nhưng mà em cứ nghĩ trong đầu em, nếu như bây giờ em nhắm mắt lại là em chỉ có chết thôi. Cho nên em không dám nhắm mắt. Em cứ nhắm lại, cái giật mình ra, em mở ra, cái hai trận trắng nó như này. Gần lại, không được ngủ, nghĩ trong đầu là không được ngủ. Em hỏi là chồng ơi, mổ chưa? Là lúc đó đã mổ rồi nhưng mà ông không nói cho em biết, tại vì em sợ mình lo chị. Đến khi mà em hỏi là mổ chưa, cái ông cứ lắc đầu, ông kêu chưa. Tự nhiên mới vừa nói chưa xong cái em nghe bác sĩ đếm 3, 2, 1 là em bé nó òe lên một cái là lúc đó là em vỡ òa, em khóc luôn. Tại vì mình hạnh phúc quá. Đây là cái cảm giác mà em nghĩ là tất cả các mẹ bầu nào cũng sẽ có giống như em. Lúc mà con ra đời nó hạnh phúc thật sự luôn á. Con mắt của mình á thì chảy nước mắt, mà cái miệng và cái con người của mình rất là hạnh phúc luôn á. Cho nên là chắc mai mốt đẻ nữa. Rồi cái lúc lấy em bé ra rồi mình nhìn con mình lần đầu tiên mình thấy như thế nào nè? Em thấy nó bầm đen chị ơi, nó đen mà nó bị bầm á, môi nó bầm hết trơn luôn nè. Em bị lo lắng á, bác sĩ nói là nó liên quan tới tim á, cho nên là khi mà em ở trong bệnh viện là bác sĩ có xét nghiệm tim cho bé. Thì nói chung là không sao hết. Dạ. Bây giờ nó hết thâm chưa? Dạ hết rồi chị, bây giờ trắng hồng dễ thương lắm. Ừ, trời ơi, người ta mới ra thì nhiều khi người ta tiếp xúc với lại cái khí hậu ở ngoài người ta chưa chịu. Em đâu có biết đâu. Em lo. Rồi bao lâu thì em mới được xuất viện? Dạ em ở 5 ngày. Cái giai đoạn mà lúc mà mình chờ hồi phục á chị, là thêm một cái lần nữa em bị lo sợ nữa đẩy em đi. Lúc đó em ngủ thiếp rồi chị. Lúc lấy con ra là em ngủ thiếp luôn rồi, em không còn biết gì nữa. Khi người ta đưa vô phòng hồi sức em cũng không biết gì trơn á. Các bác sĩ thấy mở mắt không là kêu em tỉnh rồi hả, em thấy người làm sao. Cái em nói kêu dạ em thấy không khỏe lắm, cho em về em gặp con đi. Bác sĩ nói kêu tầm 7 nữa giờ nằm đây đi, 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi mới được về gặp con. Thì em nói là hồi nãy giờ em nằm được bao lâu rồi. Thì bác sĩ nói là nằm được hơn 1 tiếng rồi. Bác sĩ nói là phải nằm đây theo dõi để coi thử em có bị gì không. Thì em mới vừa nói chuyện với bác sĩ xong thì 5 phút sau em bị ói. Em ói rất nhiều luôn. Em mới hỏi là em có sao không, tại em lo quá chị, em sợ chết. Cái xong cái bác sĩ nói kêu cái này không sao đâu, có những mẹ bầu sau khi đẻ xong bị tác dụng với lại thuốc tê á, cho nên là nó hơi ợn, nó hơi chóng mặt một tí xíu. Đó là lý do tại sao người ta biểu mình là phải nằm hồi sức là như vậy. Đến khi 2 tiếng rưỡi trôi qua, khi mà được về gặp con em mừng quá chị. Em bước vô phòng thì con em nó khóc sùm hết trơn á, tại vì nó không được bú. Nó chưa được bú luôn, tại vì bác sĩ người ta vẫn muốn là em bé nó sẽ có những cái ngụm sữa mẹ đầu tiên. Mà lúc đó sữa em chưa về. Trời ơi, kể tới cái vụ mà căng sữa, trời ơi, hấp dẫn. Tới nè. Trời ơi, cho em uống miếng nước để lấy tinh thần kể tiếp. Lúc mà em về phòng á, em bé chưa có sữa chị. Tại em để mổ mà, làm sao mà có sữa nhanh được, giống như mấy chị đẻ thường được. Không có giọt sữa nào trơn. Không, đừng nhìn qua chị nói câu đó, chị đẻ mổ 2 đứa lận. Tới lúc đó thì bắt buộc là trời, bé nó khóc quá thì mấy cô nói là thôi bây giờ lấy sữa công thức ra rồi để cho pha cho em bé uống trước. Thì tội quá, em bé nó đói quá trời đói luôn, đưa sữa công thức vô nín thinh. Đó, rất là ngoan. Thì bắt đầu tới cái tâm trạng là mình lo. Mình lo là bây giờ làm sao để có sữa. Thì tới cái ngày thứ 2 chị ơi, hai cái vú em nó bự như 2 trái dừa. 2 trái dừa nó bự mà nó căng lên như vậy đó. Mà ở trong bệnh viện là người ta không có cho cái người mật để mà người ta massage rồi người ta dọn lên cho kích có sữa. Đó thì ở bệnh viện người ta cũng có luôn, nhưng mà ý là mình có một cái chị quen đó, chị làm rất là giỏi về vấn đề đó. Thì con bé Trâm á là vợ của diễn viên Ngọc Trai á chị.
giới thiệu cho em, nói là chị ơi, khi nào mà chị đẻ xong mà chị bị tình trạng như vậy chị phải gọi cho chị này liền. Thì em vô tình em gọi cho chị đó, thì vô mình thấy cái vú của em nó kêu, nếu như mà đẻ qua một ngày nữa thôi là coi như là nó áp xe rồi, kiểu giống như là nó sẽ bị sốt, nó hành sốt này kia. Trời ơi chị, mới vô mới nhào cái vú của em, mới vào giống như vào bột vậy đó chị. Hư 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 hư, bà làm vậy nè. Trời ơi, bà massage rồi, bà xay. Mà lúc đó chị biết nha, người của mình thì sản dịch ở dưới nó đang ra, mình rất là mệt nữa. Hai cái tay em nắm trên cái giường bệnh vậy nè. Bà nói là mừng gì chị mừng bà đi. Bà nói kêu là bây giờ hơi đau nha. Chuẩn bị tinh thần nha, bây giờ mới làm mấy cái đau quá bà ơi. Cái xong bà nói kêu bây giờ cố gắng đi. Xong hai tay em để lên cái thành vậy nè. Em hư lên cái, bà làm đi, tôi chịu được. Em cắn răng luôn nè. Xong rồi bà làm. Bắt đầu sữa nó ra chị. Sữa nó ra, những cái giọt sữa vàng ươm luôn. Mà nó đặc lắm luôn á. Mà chị biết sao không? Nó kiểu giống như là ứ hai ngày trời rồi, nó ứ quá lâu rồi. Cho nên là nó kiểu đóng cục á. Mình khi mà mình rờ lên cái vòng một của mình á, là chị sẽ thấy được cái từng cục. Trời ơi, xong rồi em đâu có biết đâu, mình cũng không biết massage. Em cũng không biết cho em bé bú luôn chị, mà em cũng dám ôm con em luôn. Tại lúc đó nó đẻ ra là nó 3,5 kg, mà nó một cục nó đỏ hỏn vậy nè. Thì khi mà may mắn cái chị này chỉ vô chỉ kích sữa cho em, thì nó bắt đầu nó ra sữa. Nhưng bà khuyến cáo em là qua ngày hôm sau là tới ngày thứ 3. Tại vì mình bắt đầu mình làm cái đó thì qua ngày thứ 3 thì nó sẽ rất là nóng. Nó nóng và nó sẽ căng lên rất là nhiều. Bây giờ chỉ mới có massage nhẹ với lại đẩy được cái một số sữa non ra. Thì cái sữa non đầu tiên là ra được 20ml. Là cái sữa đó rất là tốt cho con, là đem cho con bú liền luôn. Thì qua ngày hôm sau chị sẽ tiếp tục chỉ vô nữa. Thì cái ngày hôm sau em nói chị nghe, 3 giờ chiều bà mới vô, thì từ sáng cho tới trưa, trời đất ơi, hai cái vú của em nó bự vậy nè. Mà hả, nó đỏ lên, nó nóng chị. Em đi đâu có nổi đâu chị. Em đi vô toilet đó là em phải bự hai cái vú em vậy nè. Em đi vậy nè. Mà em đau quá, em đau mà em đau quá trời ơi. Hôm đó là cái ngày mà em gọi chị ơi, chị xong vô, chị vô giùm em đi. Tới lúc đó em còn không còn biết đau nữa. Bà vô bà massage, bà làm gì bà làm. Xong mới nặng qua bên đây, mỗi bên được 30ml. Lúc đó bắt đầu sữa nó sẽ nó về nhiều. Và khi mà người ta massage như vậy á, làm cho cái sữa mình nó thông, bắt đầu nó có tia chị. Trời ơi, bắt đầu vô massage đâu có tia gì đâu. Xong bắt đầu mới làm, mới thông tia. Tia nó bắn ra chiếu đã luôn. Nhưng mà con em vẫn chưa bú được. Tại vì cái vú nó quá bự và cái núm nhỏ, cho nên là con em vẫn chưa bú được, bắt buộc em phải bắt. Đến khi mà em bé được 1 tháng thì lúc này là muốn cho em bé có sự tình cảm với mẹ, cho nên là cho em bé bú song song với nhau, thì em bé cũng chịu hợp tác. Bắt đầu bú để kích sữa về nhiều hơn, và bây giờ em đã trở thành chuyên gia kích sữa. Em không còn tắc sữa nữa. Mỗi lần mà em đi đâu làm gì mà nó căng quá, cái là bắt đầu em về em dùng một cái khăn với một cái thau nước ấm, xong bắt đầu em nhúng vô nó nóng nóng, em bắt đi cái trường lên cái massage giống như những gì chị đó làm. Xong rồi cái em bắt sữa ra là bắt đầu là nó thông hết, cho nên là em khỏe lắm. Nói chung là một lần làm mẹ là rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ lại. Dạ, nó là một khóa học mà các bạn không được, mất tiền. Đúng rồi, không mất tiền, được tiếp thu rất nhiều thứ. Một lần làm mẹ là một lần tốt nghiệp đó. Nhưng mà hồi đó chị đẻ mổ là chị có bị căng sữa như vậy không chị? Đừng hỏi câu đó, em phải hỏi là bị mấy lần chứ. Xem lại hỏi có hay không. Chị không có mổ, nhưng mà chị bị một lần, chị bị căng sữa mà chị bị sốt. Lúc đó là chị hút ra máu không à? Nó bị vỡ mau mạch á. Hai cái túi sữa máu không 300ml. Trở về nhà mới là câu chuyện chính thức của một người mẹ bỉm sữa nè. Chăm con thế nào? Dạ, đầu tóc mặt tối chị. Mà cái kinh khủng nhất là dắt sữa. Ngày 8 cử, tại vì lúc đó mới đẻ cái vú sữa nó về ào ạt luôn chị. Tới thời điểm bây giờ là một ngày em vắt ra được 2 lít sữa. Sữa nó vẫn nhiều, vẫn ào ạt, trộm vía quá trời luôn. Lúc em về là có tìm được một bà vú. Thì bà vú nó rất là dễ thương và có một cái kỹ năng chăm em bé rất tốt. Cho nên mình cũng yên tâm. Cho nên là giao cái đó cho bà vú với bà ngoại. Bà ngoại với vú là sẽ người chăm em bé trực tiếp. Thì em bé ở phòng bên đây, em ở phòng bên đây. Thời gian đó là em thứ nhất là em phải kiên cử nè, rồi em phải hơ than nè, rồi rượu nghệ rồi này kia kiểu dạng vậy đó, ở cử á. Xong rồi em còn phải bắt sữa nữa, mà lúc đó là 2 tiếng bắt sữa một lần. Cho nên là em ám ảnh nhất là cái vụ bắt sữa. Tại vì em bé thì trộm vía một cái là không có la quậy, dễ lắm, tới giờ 2 tiếng đồng hồ cứ giống như một cái đồng hồ sinh học sẵn vậy đó. 2 tiếng rồi là đó, bụng nhét bình sữa vô lại ngủ, nhét bình sữa vô lại ngủ. Nhưng mà em á là em không ngủ được, hai con mắt em nó đen giống như là hai cái lọ đồ vậy đó chị. Nó thâm đen luôn. Trời ơi, mà nó sâu vô luôn, nhìn hốc hác dễ sợ luôn. Mà lúc nào cũng trong tình trạng là sồ sề.
là tại vì mới đẻ xong cái bụng em nó giống như là bầu 5 tháng. Rồi nách nè, cổ nè, bụng rồi nó thâm đen hết trơn. Mình nhìn vô gương á tự nhiên em cảm thấy cho thương cho mấy mẹ bỉm quá. Đẻ xong rồi á cảm giác cái bụng nó hừ hừ hừ. Xong rồi mình cũng phải cố gắng nghĩ tích cực lên, tại vì em thấy ở trên mạng có những cái trường hợp là mẹ bị trầm cảm, sau sinh đó. Cho nên là em cố gắng là em không có muốn em bị giống vậy, nhưng mà tại vì là mình có bà ngoại chăm nè, rồi có anh hai em chăm, có chồng mình bên cạnh, rồi có bà vú chăm con nữa, cho nên mình cảm thấy là mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi, cho nên là mình cố gắng vui vẻ lạc quan hơn. Em là một người rất là năng lượng, nhưng mà chắc chắn là trong cái giai đoạn mà mình sinh xong á sẽ có những lúc mà mình bị buồn vu vơ, em có cái giai đoạn đó không? Có chị, trời, mới sinh xong mới có 1 tháng mấy ngồi khóc chị. Mặc dù là mọi thứ. Đợt đó là có con bé quay bên chương trình mời em làm MC. Mà lúc đó là con em mới được có 1 tháng à. Thì thật ra là em cũng chưa có muốn đi liền, nhưng mà mình nghĩ là mình đã bỏ quá lâu rồi. Mình nghe người ta mời như vậy mình cũng vui, tại không nghĩ là khi mình đẻ xong là sẽ có người mời mình liền. Cho nên là em mới nói là bé ơi chắc để chị xin phép ông xã đó, tại vì chị cũng mới sinh xong mà mình đi làm sớm quá thì không có tốt. Hỏi ông xã thì ông xã đương nhiên chắc chắn là không cho rồi, tại vì mới ấy mà, thì mình biết là mình đi không được rồi. Và em cũng cũng nghĩ là cũng không nên đi, nhưng mà mình sẽ có một cái chuyện đó là mình buồn, mình tủi thân, tại vì mình cảm giác giống như là đã lâu quá rồi mình không được làm nghề, mình nhớ tất cả đồng nghiệp, mình nhớ những cái máy quay, nhớ những mọi thứ, tại mình sao là một cái người mà sống rất là năng động mà, cho nên giờ kêu ngồi im một chỗ là làm không được, cố gắng vực tinh thần dậy. Nói chung là em là một người sống tích cực đó, thì cố gắng tích cực đó, tích cực một cách bất chấp luôn. Dạ, phải tích cực chị. Thật ra mình cũng phải chọn nghệ sĩ, mình là phải chọn, một là mình làm nghề. Đúng rồi. Còn hai là mình dành hết thời gian cho con để cho con nó lớn. Buộc là mình phải có hai cái tâm thế đó để mà mình lựa chọn thôi. Chứ mập mờ là nó sẽ làm cho mình bị stress liền. Rồi bây giờ là tới cái câu chuyện là mấy tháng rồi ta? 5 tháng. 5 tháng rồi là có rồi. Nếu có là được rồi. Vậy chị, để nữa nữa hả? Ở đâu? Ủa em nghĩ tới chị đó luôn hả? Em đi quá xa rồi. Chứ chị nói 5 tháng là bắt đầu được rồi này kia, là em tưởng là... Thì được rồi đó. Là được rồi đó. Là được chưa? Là được chưa? Rồi được chưa? Cái gì? Đùa thôi chứ nó bắt đầu tới một cái chuyên mục trong chương trình này, đó là chuyên mục phòng the. Dạ. Sau sinh đã 5 tháng, em bé 5 tháng rồi, thế thì cái câu chuyện vợ đi chồng của tụi em nó đã chưa? Quay lại chưa? Đi diễn thì chưa mà bút lịch lại chưa? Bút lịch lại chưa? Một đoàn phim chưa bút lịch nhưng ông chồng bút lịch chưa? Ủa chưa là sao? Em kể cho chị nghe. Cuộc đời em lúc mà em đẻ nó gian nan dữ lắm. Em vừa đẻ xong mười mấy ngày, cái nhà kế bên nó làm. Cái nhà kế bên đó làm chị, nó làm nghiêng cái nhà em. 1 giờ sáng hai mẹ con, lúc đó em đang ở cử màu, 1 giờ sáng hai mẹ con phải ôm nhau chạy ra khỏi nhà. Tại vì cái nhà đó, đất nè, sạn nè, tất cả mọi thứ nó rớt rồi đuôi. Xong rồi 1 giờ sáng chồng em nói, ôi giờ có nghe gì không? Thì mình biết là cái nhà kế bên nó làm rồi, nó đào hầm, cho nên là cái cọc nó rất là sâu, mà có mấy ngày nó rút lên, thì đâm ra nó rút sớm quá, thì chiều hôm đó trời mưa, thì tối hôm đó nhà em bắt đầu nó có biểu hiện là nó nghiêng, mà nhà em 5 lầu, nó đang thẳng ra nó nghiêng nhà này chị đó, mà kế bên là không có một cái nhà nào để chống để mà cản lại hết, nó đang làm mà. Chồng em lên thấy tình hình như vậy, ông không có dám nói sợ tụi em hoảng hồn. Thì ông mới lên ông hỏi tất cả mọi người, bà ngoại rồi hỏi bà vú, hỏi em là có nghe gì không. Thì em mới nói kêu không hiểu giờ, 1 giờ sáng cái chú hàng xóm giờ này còn tưới cây để làm gì mà nghe sột. Còn mẹ em thì nghĩ là chú nhà hàng xóm 1 giờ sáng đang sửa gì mà giờ này còn xây gì vậy. Xong thì ổng đã nghi rồi, thì ổng mới nói kêu thôi mọi người cứ ở đây đem xuống coi nhà sao. Thì ổng vừa chạy xuống thì ổng nhìn là hai cái nhà của em với nhà hàng xóm kế bên nó tách ra bao nhiêu nè chị. Thì lúc đó ổng sợ quá, ổng mới gọi điện lên cho mẹ em liền. Thì mẹ em có mở loa, mẹ em mới nói là mẹ ơi chết rồi mẹ ơi, cái nhà của mình nó bị nghiêng. Thì khi mà em vừa nghe như vậy em không còn nghĩ một cái gì hết, mẹ ôm con chạy. Thì lúc đó là ôm đây anh chạy liền luôn, em bà vú này kia chạy hết, chạy xuống nhà mà đang ở lầu 2 nữa chị. Vừa chạy ra nhà một cái là hàng xóm tất cả mọi người đều úa ra hết, tại vì không phải ảnh hưởng một mình nhà em mà dường như là những cái nhà kế bên là bị nứt hết. Lúc đó 1 giờ sáng mẹ, lúc đó em mới đẻ có mười mấy ngày rồi chị, mà trời thì đang lạnh, may là em có mang vớ với lại bằng đồ dài tay. Đi ra mà đứng lên em nghĩ kêu chết mồ rồi, giờ làm sao trời, không hiểu luôn á, nghĩ thôi trời, năm xuôi tháng rủi rồi giờ biết sao giờ. Thì sửa cái nhà 4 tháng trời. Thì lúc đó là cái nhà kế bên người ta cũng đã xây lên rồi, mình cái nhà mình nó đã cũng sửa lại rồi, và nó có điểm tựa nữa rồi, cho nên là cũng an toàn rồi. Bây giờ mấy mẹ con mới được dọn về thôi đó chị. Đi du căn du cư. Thì cách đó khoảng 10 căn là em có một cái căn nhà của em, là cái tiệm của em. Thì lúc trước mà em lấy chồng em về thì em có cái tiệm đó để mà em bán buôn kinh doanh này kia, thì đi qua đi lại cho nó gần á. Thì may quá thì em về đó em ở.
Em về đó thì em lấy cái phòng của anh hai chị hai em, rồi em với bà vú với con em thì ngủ trên giường, chồng em thì phải trải niệm nằm dưới đất. À, rồi bà ngoại vô thì nằm hết trên giường, coi chồng em nằm dưới đất, giờ đâu còn chỗ nào để mà nằm nữa đâu. Bây giờ mới hiểu được câu chuyện tại sao kể cái câu chuyện nhà nghiêng, tại vì tôi đang hỏi tới chuyện phòng the. Cái tự nhiên bà kể chuyện nhà nghiêng. Nhà nghiêng thì đâu có phòng the được. Thì bởi vậy tôi nói, ủa chưa có liên quan mà ta. Có, chưa liên quan. Bây giờ có liên quan rồi. Trời cái ơi. Phòng nó nằm trong cái nhà mà, đúng không? Cho nên dạ. Cái nhà nó nghiêng thì cái phòng nó cũng lệch. Tức là bây giờ đã chuyển về nhà rồi đúng không? Dạ mới chuyển về được hôm qua mà bây giờ bắt đầu dọn dẹp á chị, còn mọi thứ nó còn. Vậy là tuần sau. Là tuần sau bút lịch ha. Dạ, tuần sau bút lịch. Chưa, em chưa có biết nữa, trời ơi. Em nói thiệt sự luôn là hai vợ chồng em rất là sợ. Từ lúc biết có bầu cho tới lúc mà đẻ tới bây giờ luôn là em thấy thương chồng em quá. Thì ông cũng nhìn cũng hơi lâu rồi đó. Cũng khá lâu rồi đó. 9 tháng 10 ngày em có bầu là không có mừng ăn một cái gì trơn á. Tại vì thật ra là sợ. Xong rồi cái nhà nó nghiêng tới giờ là 4 tháng trời nữa. Đâu mà ăn gì đâu, tội nghiệp ổng lắm. Rồi vậy thì bây giờ mình có muốn nhắn gửi gì cho ổng không? À, cho ba mẹ hay cho ai không? Ngày hôm nay rất là vui khi được tham gia chương trình này để mà được trò chuyện với chị cũng như là chị Ngọc Lan. Thì em cũng chỉ muốn nhắn gửi cho quý vị khán giả, những mẹ bầu, những mẹ bỉm nào sắp sinh nào hoặc là đang có con, thì em chỉ muốn là trong cái quá trình mình có bầu với lại mình sinh em bé thì hãy giữ cho mình một cái tinh thần tích cực để mà nó tốt cho em bé hơn, rồi nó tốt cho mẹ bỉm hơn. Thì em chỉ muốn chúc như vậy thôi à. Về bút lịch tuần sau đi rồi đứa em thứ ơi, hai lên kể đúng, nữa. Em đẻ đứa thứ hai nữa là em lên đây em kể tiếp. Dạ, hai vợ chồng cũng có ý định là nếu như trời thương, tại vì con là trời cho, nếu như trời thương thì cho em thêm một đứa con vào năm Thìn. Tại vì năm Thìn là năm mà hợp với hai vợ chồng và em ao ước có một đứa con gái. Năm Thìn là năm nhiêu vậy? Dạ, năm tới đó chị. Năm tới là 2024 hả? Dạ. Hẹn gặp lại Hồ Bích Trâm 2025. Đúng không ạ? Ok ạ. À. Cảm ơn em và chúc cho những cái dự định của em nó sẽ thành công, chúc cho những cái mong ước của em nó sẽ sớm được toại nguyện. Một phần quà đến từ nhà tài trợ đó chính là sản phẩm Tito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động, được chiết xuất từ 100% thảo dược châu Âu, giúp trẻ ăn ngon tự nhiên, tăng cường tiêu hóa hấp thu, bổ sung vi chất từ thực vật. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh dễ uống. Nhà tài trợ xin tặng thêm cho bé một ba lô gấu Vito Bimbi, ba lô xinh xắn dành cho bé mang đồ đi học, đi chơi nè. Cốt súp heo, một sản phẩm của Quốc Việt Food giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Yeah. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Vito Bimbi Appetito Siro ăn ngon ba tác động, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.